nhà khoa học với hơn 50 năm cống hiến cho ngành di truyền học nông nghiệp. 25 giống lúa năng suất cao đã được chứng nhận giống quốc gia. Xuyên suốt chặng đường cống hiến không ngừng nghỉ đã qua, ông đã có những đóng góp đáng tự hào cho nền nông nghiệp nước nhà cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Ở thời điểm hiện tại, khi đã rời xa những cánh đồng lúa trĩu bông, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý lại dành thời gian bên thú chơi hoa lan đã song hành cùng ông suốt 40 năm qua với vườn lan 200m² trên sân thượng của mình. Một ngày của giáo sư Trần Duy Quý bắt đầu ở khu vườn này. Cứ đều đặn 5 giờ sáng, nhà khoa học này lại dành thời gian cho thú chơi lan của mình, thú chơi đã theo ông từ những ngày còn trẻ. Trung bình tôi là mỗi một ngày ở trên vườn 5 tiếng, sáng 5 rưỡi cho đến 8 giờ, lên ngắm vườn và tỉa tót, xem sâu bệnh và phun tưới. Và đến chiều 4 rưỡi làm cho đến 6 rưỡi và tất cả cũng tỉa tót và chăm cây, cho nên rất thư thái và bệnh tật là lúc nào cũng giữ được. Theo ông Quý, nhờ có khu vườn này mà tinh thần ông luôn trong trạng thái thoải mái, bệnh tật cũng vì thế chẳng làm khó ông. Thú chơi lan đã được ông Quý bắt đầu từ những năm 30-40 tuổi. Là một người yêu thích hoa cây cảnh, nhưng chọn lan làm thú chơi của mình, theo ông có lẽ còn bởi cái duyên từ cây lúa. Hai loài này thì nó đều có một cái điểm chung, nó là thuộc cái nhóm đơn tử diệp, tức là mầm của nó là một lá mầm, lúa cũng một lá mầm, ngô một lá mầm, thế và đặc biệt lan cũng là một lá mầm, cho nên các cái rễ của nó cũng như là chăm sóc nó có tương đồng giống nhau, kể cả các loại sâu bệnh cũng như là cách chăm sóc nó có nhiều điểm mà có thể lợi dụng được, hoặc là nhân giống xẻ như là mình xẻ cái thân cây lúa để cấy ra khi mà bị sâu bệnh hay trâu bò nó ăn thì mình xé các cái khóm lúa to ra ấy, thì lan mình cũng xé ra như là. Nằm trên tầng 6 của tòa nhà, vườn lan này của giáo sư Trần Duy Quý có sự góp mặt của gần 500 loài lan. Yêu hoa lan từ những ngày còn trẻ nên từ khi xây dựng ngôi nhà, ông đã dành chọn tầng thượng để làm vườn. Tuy nhiên, cách thiết kế làm vườn lan cũng rất đặc biệt. Tổng diện tích một mặt sàn 100m² được ông Quý chia làm 2 tầng. Tôi làm ở trên tum là thiết kế toàn bộ 2 tầng nhà bằng khung thép, không gì 304. Mục đích của nó là chơi lâu dài. Do đó mà tôi đã thiết kế từng khu một tạo nên các cái dàn để mà để các chậu cây hoặc các khung thép ở trên để treo các cái giò lan theo ý muốn. Và treo từng tầng tầng lớp lớp xen kẽ nhau để nó tận dụng ánh sáng trong không gian. Cho nên là tiếng ấy, là mặt bằng chỉ có 100m đấy, nhưng mà chúng ta treo ở trong các khung không gian 3m8 là nó tạo nên nhiều lớp, cho nên nó thành 500-600m. Vì vậy mà tôi có thể treo tới hàng nghìn chậu lan trên cái khoảng không 200m² mà dàn cao 4m. Đây là mặt sàn tầng 1 của vườn lan trên sân thượng. Tại đây đang có sự hiện diện của hơn 300 loài lan bản địa. Tất cả đều là những giống quý hiếm, thậm chí có cả những giống sắp biến mất. Đây nhá, đây là cái vườn lan cổ truyền của các chú, bao gồm rất nhiều loài, đặc biệt những loài quý ở Việt Nam. Đây là địa lan thì trồng ở chậu, phong lan thì treo. Phong tức là nó cần treo là cần gió. Địa cũng cần nhưng mà nó dưới đất ở trong chậu. Đây là dòng tam bảo sắc trắng. Đấy. Nó có 3 màu, hoa nó có 3 màu. Có 3 màu, gọi là tam bảo sắc. Có tam bảo sắc trắng và tam bảo sắc vàng. Thế và đây là tam bảo sắc vàng. Nó có màu vàng, màu trắng và màu tím. Không biết là hiện nay thì những cái giống lan bản địa thì có giá thành như thế nào ạ? Giá thành thì nó rất phải chăng. Thí dụ như chậu này là 15-20 ngọn là nó có 2 triệu đến 2 triệu rưỡi. Tùy theo màu sắc, nếu mà tam bảo sắc màu vàng ấy thì đắt hơn. Thí dụ như đây là dòng tiên tiểu lan ông làm thuốc. Đấy, đấy. Hiện nay là
cả nước chỉ còn có 3 chậu. Đây là nguồn gen quý Trung Quốc nó mua hết để nó về làm thuốc. Những chậu lan giống bản địa luôn được ông Quý nâng niu trân trọng, bởi với ông, lan bản địa không chỉ mang trong mình giá trị của sự quý hiếm từ bao đời, mà còn bởi mỗi giống lan còn mang những câu chuyện riêng, chỉ khi tìm hiểu mới thực sự chân quý. Việt Nam là một trong 6 trung tâm đa dạng sinh học của thế giới, trong đó có hoa lan. Ước tính là khoảng 1.400 loài của hoa lan, và cho đến 2023 thì Việt Nam đã định danh cùng với thế giới đã định danh được 1.217 loài, còn khoảng hơn 150 loài nữa chưa định danh được. Thế có thể nói rằng là nó đủ có màu sắc và nó bao gồm tới 158 chi, và đặc biệt là rất nhiều các cái giống lan cổ truyền mà được cha ông ta chơi từ thế kỷ 13, từ vua Trần Anh Tông cho đến bây giờ. Do đó mà tôi chọn cái thú chơi hoa lan để tiếp nối cái truyền thống cha ông, là một thú chơi riêng, tao nhã mà nó rất phù hợp với lại cái thời kỳ đô thị hóa và rất mạnh mẽ như bây giờ, trên các gác sân công, ở ban công, sân thượng. Lan bản địa Việt Nam được chia làm hai loại chính là lan đất và phong lan. Trong tự nhiên, lan đất sống ở tầng thấp, chúng thường có dạng củ nạc, rễ mập và sum suê, hoặc có thân rễ bò dài hay ngắn. Phong lan sống ở tầng cao, thường có các cụm hoa màu ít sặc sỡ. Nắm được những đặc tính này của lan bản địa, mà ở tầng 1 này, ông Quý sắp xếp những giỏ lan sát nhau. Nhìn tổng thể, không gian này không khác gì một khu rừng thu nhỏ. Lan rừng tại Việt Nam chịu ảnh hưởng của hai mùa mưa nắng một cách rõ rệt. Điều này tác động không nhỏ đến việc ra hoa của lan. Mỗi năm chúng chỉ ra hoa một lần, chủ yếu vào tháng 4, tháng 5 hoặc tháng 7, tháng 8. Chính vì vậy, thời điểm này trong vườn của ông Quý cũng không có nhiều hoa. Việc trồng các loài lan bản địa ở tầng 1 thay vì tầng 2 cũng nằm trong tính toán của ông Quý. Cái lan bản địa nó là nguồn gen quý hiếm. Thứ nhất là nó ít cho nên nó quý hiếm và chăm vào nó. Thứ hai nó khỏe và nó thích ứng với lại khí hậu lâu đời rồi. Bây giờ mình có thuần hóa từ rừng đấy. Rừng thì nó đã ẩm và mát cho nên mình chỉ cần che và phun mát là được. Còn lan công nghiệp ấy, thì nó quen chăm bẵm và ăn nhiều phân và phải phòng trừ. Nó như gà công nghiệp, động tí là bệnh, cho nên là mình phải nuôi nó cẩn thận hơn. Thế nhưng mà màu sắc của nó đa dạng hơn, đẹp, thế nhưng nó không có hương thơm quyến rũ như là lan rừng. Vì vậy mà mỗi một cái nó bổ sung cho nhau, tạo nên một cái cảnh quan hài hòa giữa thời kỳ công nghiệp hóa và thời kỳ mà biến đổi khí hậu. Nếu như tầng 1 trên sân thượng ông Quý để treo những giỏ lan bản địa, thì ở tầng 2 ông dành để chuyên treo những giỏ lan công nghiệp hoặc những giỏ lan ngoại. Chia lan theo từng loại và theo tầng khác nhau, bởi mỗi dòng lan sẽ có những đặc tính riêng nên cách chăm sóc cũng có sự khác biệt. Như các bạn thấy này, tầng tầng lớp lớp, và có những loài ưa nắng thì mình treo ở trên cao, có loài ưa râm thì mình để dưới cùng, và cứ thế mà tận dụng các ánh sáng tán xạ của nó. Và tưới cũng rất thuận lợi, tùy từng loại và từng lứa tuổi để chúng ta làm. Đây là tầng trên cùng của sân thượng, nơi ông Quý treo những giỏ lan công nghiệp. Tại đây cũng có một căn phòng chừng 15m² được ông thiết kế riêng. Đây chính là phòng nghiên cứu và nhân giống, công việc mà ông Quý đã gắn bó suốt hơn 50 năm trong sự nghiệp của mình. Nhưng thay vì nhân lúa giống, đối tượng chính trong căn phòng này là những nhánh lan được ông tỉ mỉ nhân nuôi và chăm sóc. Có thể nói rằng là vì say mê công việc chân tay và trực tiếp nghiên cứu, ngay lúc tôi là cán bộ quản lý cũng lội ruộng và làm trên kính hiển vi, hoặc là nuôi cấy, hoặc là ra gieo mạ với bà con nông dân, cho nên là có một cái vườn như thế này là tôi được làm liên tục, cho nên nó cũng đỡ nhớ cái công việc hàng ngày và có thể trao đổi kinh nghiệm với tất cả anh chị em yêu lan cả nước về đây phân tích, lưu giữ những nguồn gen quý, những nào giống nào tốt và cách nuôi trồng, cách chăm sóc, chia sẻ và đặc biệt là phòng trừ sâu bệnh cho nó. Thế và giao lưu các cái giống mà tôi chưa có, anh em có thì đến đây giao lưu. Là một người có nhiều năm nghiên cứu và chọn tạo lúa giống, nên việc nhân giống các loại hoa lan với ông cũng không hề khó khăn.
Hàng ngày trong căn phòng nhỏ này, giáo sư tiến sĩ khoa học Trần Duy Quý lại dành thời gian để nhân giống các loài hoa lan, đặc biệt là những loài hoa quý, hiếm. Đây là cái phòng mà nhân giống. Thế thì có rất nhiều cái dòng mà đẹp, hoa bông đẹp mà sau khi mình lựa chọn được những cái cây thân già nó múc đầu chạch như thế này. Đấy. Thì là chúng ta dùng cái manh slam. Đấy. Đấy. Manh slam. Thì chúng ta lựa chọn cắt từng đoạn thân một, là mỗi một đoạn là nó quý thì là một mắt một đoạn, còn bình thường là hai mắt cho nó khỏe. Đấy, thí dụ như thế này là tôi cắt hai mắt, là cắt như thế này, từng đoạn một ta để vào đây. Như vậy là chúng ta được sáu mắt. Đấy, sáu mắt như thế này. Đấy. Thế và chúng ta chấm cái keo liền sẹo vào các cái đầu vừa cắt, hoặc là cái bột kích rễ rooting. Đấy. Vào đây. Thế và sau đó thì chúng ta bắt đầu dùng miếng xốp đã được ngâm nước kỹ, và chúng ta lần lượt đặt các cái kỳ ở trên đây xếp thành hàng. Thế và chúng ta dùng cái ghim cài nó vào để giữ cho cái này nó không bị lăn và nó cố định. Thế và chúng ta có thể là quan sát nó. Đây là kỹ thuật nhân giống lan phi điệp. Như thế này là đã xong. Nhân giống rất nhanh. Thế và sau 2 đến 3 tháng là nó sẽ mọc lên những các cái cây con. Thế và chúng ta hàng ngày quan sát xem là nếu mà nó khô thì chúng ta lại đặt cái này vào chậu nước bình thường để nó hút lên rất vừa. Đấy. Không cho ngập nước lên đây mà chỉ lưng chiếm 1/3 ở đây, nó ngấm lên là vừa. Đấy. Thế và sau một thời gian thì nó lên như mầm như thế này. Đấy, các đồng chí thấy chưa? Đây là mình để cả một cái thân dài, thì sau này là nó lên, và hai cái này mình cắt ra mình trồng ở trên chậu. Vừa được chơi hoa, vừa được làm nghề đã giúp những ngày nghỉ hưu của ông Quý trọn vẹn hơn. Có thể nói khu vườn lan trên sân thượng cũng là niềm tự hào của ông Quý. Đây cũng là nơi để ông có thể gặp gỡ, giao lưu với những người có chung sở thích, dù họ có ở bất kỳ độ tuổi nào. Thế mình về đây là để xin chia sẻ và nhân giống một ít về để trên vườn mình, để mình nhân giống ra để chơi. Và khi cảm giác đến về Hà Nội mà lên một cái khu vườn sân thượng nhà thầy này, một cái không khí của thủ đô tấp nập và ồn ào. Thế nhưng mình khi lên vườn lan thì mình cảm thấy đây là không phải không khí của thủ đô bon chen ồn ào nữa, và đây là một cái không khí của nhà quê và rất yên bình. Đấy, và mình rất thích cái không gian như thế này. Đấy, và khi mình cảm thấy là như giáo sư khi về hưu mà có một cái không gian này để triển lãm tuổi già này là cũng rất là ý nghĩa. Và trong không gian đô thị ồn ào và tấp nập, khi diện tích sân vườn không còn nhiều thì việc trồng lan trên sân thượng đã trở thành phương án tối ưu của những người đam mê sưu tầm và chơi lan như ông Quý. Thú chơi phong lan thì nó tạo nên một không gian thoáng đãng và nó làm cho con người thư thái, và đặc biệt là cái không khí ôn hòa, mát mẻ và thoáng. Chơi phong lan nó tạo cho cái cảnh quan nó đẹp và nó có thể giúp cho sức khỏe con người trong cái thời kỳ đô thị hóa và bê tông hóa mà rất nhiều như hiện nay. Nó không chỉ giúp sân thượng trở nên trong xanh, mà còn là nơi khiến tâm hồn mỗi người trở nên thư thái, khép lại những xô bồ chốn đô thị phồn hoa.